livestream bán quất cảnh, giải pháp tìm đầu ra của làng quất Tứ Liên. Cho thuê vỉa hè, liệu người dân còn chỗ đi bộ? Tỷ lệ người nhiễm Omicron không có triệu chứng cao hơn các biến thể khác. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhịp sống hôm nay của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam VOVTV. Thưa quý vị, sau gần 20 ngày tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu, 2 ngày qua, cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh đã hoạt động trở lại. Tốc độ thông quan đang được cơ quan chức năng cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc đẩy nhanh để khẩn trương giải phóng lượng hàng tồn đọng. Tuy nhiên, nhiều lô hàng hóa bị ùn ứ lâu ngày đã bị hư hỏng. Chính quyền thành phố Móng Cái cũng đang hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu hủy, xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường. Từ ngày 10 tháng 1, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đã chính thức khôi phục thông quan 3 cửa khẩu lối mở biên giới tại thành phố Đông Hưng. Phía Việt Nam là thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với các cửa khẩu ở khu vực cầu Bắc Luân 1, cầu Bắc Luân 2 và cầu phao km 3+4. Phía Quảng Tây đã cam kết trước mắt sẽ ưu tiên xử lý hàng tồn đọng tại cửa khẩu, đặc biệt là nông sản và hàng đông lạnh. Sau 2 ngày thông quan trở lại đã có trên 700 xe hàng được thông quan. Tuy nhiên, nhiều lô hàng hóa cũng bị hư hỏng do ùn ứ lâu ngày. Hiện thành phố Móng Cái đã hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu hủy và xử lý vệ sinh môi trường. Thành phố Móng Cái đang tích cực đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát để đảm bảo quy trình an toàn hàng hóa, phương tiện được thực hiện một cách chính xác và nghiêm túc, kiên quyết loại bỏ những lô hàng có biểu hiện vi phạm quy tắc trong phòng chống dịch để không làm ảnh hưởng tới xuất nhập khẩu nói chung và xuất khẩu nông sản nói riêng, đồng thời đảm bảo khu vực cửa khẩu Móng Cái là vùng xanh an toàn. Thực hiện tốt phương châm an toàn để xuất khẩu phải an toàn, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh Quảng Ninh. 3 tấn bơ đông lạnh giống Bút Bảy đã được công ty Ưu Đàm xuất khẩu sang Australia, chào bán cho người tiêu dùng với giá khoảng 7 đô la Australia 1 kg, tương đương 120.000 đồng 1 kg. Đây là lần đầu tiên Việt Nam chính thức triển khai xây dựng thương hiệu quả bơ đông lạnh Việt Nam tại Australia. Australia là cường quốc về sản xuất và xuất khẩu quả bơ. Giá trị sản xuất quả bơ của Australia đạt hơn 450 triệu đô la Australia. Tuy nhiên, quả bơ Việt Nam vẫn có cơ hội tại thị trường này nếu các doanh nghiệp quyết tâm và có chiến lược thị trường cụ thể. Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, quả bơ Việt sẽ được truyền thông trên mạng xã hội, phát hành sách điện tử về ẩm thực, giới thiệu vùng đất Tây Nguyên và danh sách doanh nghiệp xuất khẩu bơ Việt Nam đến nhà nhập khẩu, nhà hàng và người tiêu dùng Australia. Trong khi đó, tỉnh Hải Dương cũng vừa xuất khẩu thành công lô cà rốt đầu tiên của năm 2022 sang thị trường Hàn Quốc. Theo kế hoạch, ngày 12 tháng 1, các doanh nghiệp xuất khẩu khoảng 375 tấn cà rốt sang Hàn Quốc. Theo đánh giá của doanh nghiệp, năm nay các thị trường xuất khẩu cà rốt của Hải Dương, đặc biệt là thị trường Hàn Quốc, có nhiều tín hiệu khả quan. Giá cà rốt đang được doanh nghiệp thu mua cao hơn khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu như mọi năm, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ thu mua cà rốt của Trung Quốc trước, đến sau Tết âm lịch mới thu mua đến cà rốt Việt Nam, thì năm nay cà rốt Việt Nam được Hàn Quốc mua ngay từ đầu vụ với giá cao và cạnh tranh với cà rốt Trung Quốc. Trong thời buổi hiện đại như ngày nay và đặc biệt là kể từ khi xảy ra đại dịch COVID-19, việc livestream bán hàng đã trở nên vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên, với nhiều nông dân vốn chỉ quen mang hàng trở ra chợ thì hình thức livestream bán hàng vẫn còn rất mới mẻ. Để giúp người dân nắm vững cách bán hàng bằng hình thức livestream, tận dụng hiệu quả hình thức bán hàng này, hôm nay phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội đã tổ chức một buổi hướng dẫn với sự tham dự của đông đảo người dân và các chủ vườn. Đây là lần đầu tiên nhiều nông dân ở Tứ Liên, Tây Hồ được tiếp xúc với hình thức livestream bán hàng với đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ, đảm bảo truyền tải được những hình ảnh cần thiết với chất lượng tốt đến khách hàng. Hơn thế nữa, họ được trải nghiệm ngay tại mảnh vườn của mình với sự hướng dẫn tận tình của chuyên gia. Xuất phát từ cái tình hình dịch bệnh cũng như là thích ứng an toàn của chính phủ, cho nên phường chúng tôi cũng quyết định là tổ chức tập huấn. Thì những năm trước thì cũng là bán hàng theo hình thức truyền thống, thì người mua người đến rồi là xem, chọn và sau đó thì người ta cũng vận chuyển về. Thế tuy nhiên do dịch bệnh cũng như là muốn để tương tác với nhiều người để biết đến cây quất thì chúng tôi tổ chức live stream để tất cả những người có thể không đến được vườn quất mà người ta ở nhà xem các cái mạng truyền thống người ta cũng nắm được và để ủng hộ tiêu thụ quất cho bà con của năm nay và cũng thực hiện cái việc mà thích ứng trong cái đại dịch. Tại buổi tập huấn, các nông dân được trang bị kiến thức kỹ càng về cách quay hình, giới thiệu sản phẩm, xây dựng kịch bản livestream bán hàng
cũng như cách để tạo dựng thương hiệu trên mạng xã hội. Hình thức bán hàng mới này là cơ hội để bà con mở rộng thị trường tiêu thụ mặt hàng quất cảnh nổi danh của đất Hà Thành ra khắp cả nước. Bán hàng qua mạng thì nó có lợi ích vì giờ theo xu hướng 4.0. Nhà nhà người người đều coi như dùng điện thoại thông minh và có thể theo dõi được cái hình thức mua qua mạng. Và mua qua mạng thì nó có cái thuận lợi là người ta không phải đến vườn để mua quất, nhưng người ta vẫn chọn được những cây quất ưng ý. Thông qua buổi tập huấn này thì tôi thấy cái cách bán quất trong live stream rất là hiệu quả. Mình chỉ cần bật máy, làm một số các cái thao tác rất là đơn giản là mình đã có thể tiếp cận với khách hàng rồi. Live stream bán quất trên mạng xã hội là một cái xu hướng mới đối với cả người tiêu dùng, và đây cũng là một trong những cách thức mà tiếp cận với tất cả mọi người nhanh nhất, hợp lý nhất mà khách hàng có thể ưng ý nhất với sản phẩm. Theo một số chủ vườn, Tết năm nay thương lái đặt mua không nhiều, có vườn mới chỉ bán được khoảng 20-30%, có vườn thậm chí chưa bán được cây nào. Việc triển khai bán online sẽ giúp nông dân có thêm đầu ra, đồng thời quảng bá được rộng rãi nghề truyền thống của quê hương. Sáng nay ngày 12 tháng 1 tại Hà Nội, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Diễn đàn Thế giới Thường niên với chủ đề Cuộc chạy đua vaccine COVID-19 và cạnh tranh ảnh hưởng giữa các quốc gia, nhằm thảo luận, trao đổi các vấn đề về tác động vai trò của vaccine COVID-19 đến quan hệ quốc tế trên thế giới, trong đó có Việt Nam giữa bối cảnh đại dịch. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nêu rõ, trong năm 2021, đại dịch COVID-19 là nguồn gây mất an ninh phi truyền thống lớn nhất về y tế và kinh tế, còn cạnh tranh giữa các nước lớn là nguồn gây mất an ninh truyền thống đối với thế giới. Điều đáng chú ý, cuộc chạy đua phát triển, phân phối, tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu lại đan xen cuộc cạnh tranh ảnh hưởng của các nước lớn, v.v. Tổ chức diễn đàn khoa học này, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam mong muốn là cầu nối giữa các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, các trường đại học, doanh nghiệp, các nhà quản lý trên cả nước, trao đổi, thảo luận và cùng kiến nghị chính sách liên quan đến vấn đề này. Tại diễn đàn, các đại biểu đã trao đổi về các công nghệ sản xuất vaccine, sự xuất hiện của các biến chủng mới, cũng như đánh giá, dự báo các vấn đề thế giới, cạnh tranh ảnh hưởng nước lớn trong chính sách ngoại giao vaccine. Dựa trên những phân tích khoa học, diễn đàn đã đề xuất các giải pháp trong chính sách ngoại giao vaccine và quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các quốc gia trên thế giới. Cái giai đoạn 2022 và những năm tiếp theo, mặc dù có những cái chủng mới, rồi cái tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, thì tôi cho rằng là ta vẫn phải tiếp tục khai thác cái kênh ngoại giao vaccine này và cần phải mở rộng hơn cái hợp tác quốc tế cũng như là đầu tư tập trung nhiều hơn cho cái nghiên cứu sản xuất. Để bây giờ chúng ta phải sang bên cạnh cái vaccine, bắt đầu phải hướng mạnh hơn là cái thuốc phòng chống để mà chú ý hơn cái phần chữa bệnh. Qua cái đại dịch này thì rút kinh nghiệm để có cái chiến lược đối với vaccine một cách thiết thực hơn. Chúng ta có lẽ nên học tập Cuba và một số nước khác để tính tới cái việc mà làm sao tạo cái thể chế, tạo cái cơ chế thích hợp để chúng ta có thể chủ động nghiên cứu sản xuất, nghiên cứu và sản xuất cái vaccine cho cái chủng loại này và có thể có những cái chủng loại xuất hiện trong tương lai. Diễn đàn có hai phiên chính. Phiên 1, cuộc chạy đua vaccine COVID-19 và cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn trên thế giới. Phiên 2, ảnh hưởng của cuộc chạy đua vaccine COVID-19 đối với các nước đang phát triển và Việt Nam. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa chấp thuận cho quận Hoàn Kiếm sử dụng vỉa hè để kinh doanh, phục vụ du khách. Điều khiến dư luận quan tâm là tới đây việc triển khai kinh doanh trên vỉa hè tổ chức thế nào, người đi bộ liệu có bị đẩy xuống lòng đường. Đây là một trong những tuyến phố mà quận Hoàn Kiếm cho thuê vỉa hè để kinh doanh. Đơn vị này đã sử dụng tạm thời hè phố sát tường khách sạn 11 Lê Phụng Hiểu với chiều rộng 1,5m để bán cà phê giải khát. Diện tích còn lại của vỉa hè dành cho người đi bộ không nhiều. Nếu tính từ gốc cây vào đến vị trí cho thuê thì người đi bộ chỉ có chưa tới 1m vỉa hè để đi lại. Tương tự, tại 30A Lý Thường Kiệt, 94 Lý Thường Kiệt cũng đang cho kinh doanh vỉa hè. Ba địa điểm nêu trên đều nằm ở vị trí đắc địa, có lưu lượng phương tiện giao thông qua lại đông đúc. Cái vỉa hè để cho người đi bộ, anh phải quản lý như thế nào để cho nó thông, đường thông hè thoáng. Nhưng mà bây giờ là cho kinh doanh thì lại không những là không thường đường thông hè thoáng, mà rồi thì càng thêm phức tạp thêm, mất trật tự an ninh thêm, rồi thì
kiểu này ấy, rồi thì dân lại phải đi xuống lòng đường. Cho thuê như thế xong rồi là người bán hàng thì phải có người mua, rồi là phải có người đỗ xe, rồi là nó mất trật tự, rồi là nó gây ra, thật ra là nó rất chi là nhiều cái tệ nạn xã hội. Để bán là xong rồi là đêm hôm rồi là các loại tụ điểm tụ tập thì nó gây rối an ninh. Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Mặt Trời Thủ Đô, Công ty Cổ phần Prodigy Việt Nam, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Tài chính Toàn cầu là ba đơn vị được phép sử dụng tạm thời hè phố để kinh doanh cà phê, giải khát, đồ ăn nhanh. Vị trí sử dụng hè phố sát tường nhà và nằm trong phạm vi mặt tiền của tòa nhà kết nối với không gian tầng 1. Thời gian cấp phép 6 tháng một lần, sử dụng tạm thời hè phố với mức phí 45.000 đồng một mét vuông một tháng. Với mức phí ở vùng lõi đô thị như thế này, nhiều chuyên gia cho rằng nên đưa ra đấu giá thay vì áp giá. Thế còn thuê theo kiểu thường xuyên bán hàng thì chưa có tiền lệ ở Hà Nội. Do đó cái mức giá cũng cần có sự tham chiếu, bao gồm là mặt bằng giá chung, bao gồm là những cái giá thuê cho những dịch vụ khác. Và đặc biệt như đã nói đó, với một số nơi có thể tổ chức đấu giá, chứ không nhất thiết là chỉ có ba anh công ty đó là được phép, mà nên có tổ chức đấu giá, thậm chí đấu giá trực tiếp giữa những người có nhu cầu để nó tạo một sự công bằng và tạo ra cái mặt bằng giá thị trường. Theo các chuyên gia giao thông, việc cho thuê vỉa hè để kinh doanh chưa phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt là quy định về việc sử dụng hè phố không vào mục đích giao thông. Khoảng 1 điều 36 của luật giao thông ghi rõ rồi, tức là vỉa hè phải dành cho các hoạt động giao thông, không được là thực hiện các cái hoạt động khác ngoài cái lĩnh vực giao thông ra. Thì tôi nghĩ là về nguyên tắc là các vỉa hè lòng đường dứt khoát phải để cho người đi bộ, không thể là dùng dịch vụ khác. Nếu dịch vụ khác thì những cái vỉa hè phải rộng 5-7 mét, 10 mét và phải chừa khoảng 2 mét, 1 mét rưỡi để cho người đi bộ. Theo thiết kế trên một tuyến đường, trung tâm đường sẽ dành cho các phương tiện xe cơ giới. Hai bên đường vỉa hè là phần đường đi bộ đóng vai trò quan trọng khi là lối đi riêng cho mọi người đi bộ được an toàn, tách biệt với các phương tiện cơ giới khác. Nếu xác định việc cho thuê vỉa hè mang lại lợi ích, góp phần chỉnh trang đô thị, thì thành phố Hà Nội cần có một nghị quyết chuyên đề để triển khai đồng bộ thống nhất trên địa bàn các quận mới đem lại hiệu quả thiết thực. Tiếp tục chương trình với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, theo các kết quả nghiên cứu vừa được công bố, biến thể Omicron có tỷ lệ người nhiễm không có triệu chứng cao hơn nhiều so với các biến thể trước đó. Điều này có thể giải thích tại sao biến thể mới lây lan nhanh chóng trên toàn cầu. Nam Phi đã trải qua làn sóng dịch mới COVID-19 từ cuối tháng 11 năm ngoái, thời điểm các nhà khoa học cảnh báo thế giới về biến thể Omicron. Tuy nhiên, số ca mắc mới tại nước này đã quay đầu giảm và những nghiên cứu ban đầu cho thấy biến thể Omicron ít có khả năng gây bệnh nghiêm trọng hơn so với những đợt dịch trước đó. Trong một thử nghiệm khác đánh giá hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson, tỷ lệ người nhiễm bệnh không có triệu chứng trung bình đã tăng lên 16% trong giai đoạn biến thể Omicron hoành hành, từ mức 2,6% trong các đợt bùng phát biến thể Beta và Delta. Trước tình hình các ca nhiễm Omicron ngày càng tăng, Indonesia dự báo đỉnh điểm lây nhiễm biến thể này trong cộng đồng có thể rơi vào đầu tháng 2 năm 2022 với hàng chục ngàn ca mỗi ngày. Võ Giang, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia phản ánh. Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia bà Siti Nadia Tamizi dự báo vào tuần đầu tiên hoặc tuần thứ hai của tháng 2 năm 2022, số ca mắc COVID-19 hàng ngày của Indonesia có thể lên tới 40.000 đến 60.000 ca, cao hơn giai đoạn cao điểm làn sóng COVID-19 thứ hai do biến thể Delta gây ra. Dự đoán này được đưa ra dựa vào thực tế ở nhiều nước khác khi biến thể Omicron lan rộng nhanh chóng trong vòng 40 ngày kể từ khi bùng phát. Bộ trưởng điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia kêu gọi người dân không nên hoảng loạn khi phần lớn bệnh nhân nhiễm Omicron sẽ có triệu chứng nhẹ. Điều quan trọng là cần tuân thủ các giao thức y tế, xét nghiệm sớm nếu có triệu chứng của bệnh và không rời khỏi đất nước trong thời điểm này bởi phần lớn các ca nhiễm Omicron ở Indonesia là người nhập cảnh. Chuyển sang các thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái thời tiết rét, có nơi có mưa, rét đậm. Các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và dông rải rác. Sau đây sẽ là những thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin Nhịp sống hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!
Dự báo thời tiết đêm 12 tháng 1, ngày 13 tháng 1. Phía Đông Bắc Bộ, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa nhỏ, gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ.